Cuốn 47 kinh. Lại nữa, Túc Bồ Đề Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Thừa gọi là Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm, Tam Muội Bảo Ấn, Tam Muội Sư Tử Du Hí, Tam Muội Diệu Nguyệt, Tam Muội Nguyệt Tràng Tướng, Tam Muội Xuất Chư Pháp, Tam Muội Quán Đảnh, Tam Muội Tất Pháp Tánh, Tam Muội Tất Tràng Tướng, Tam Muội Kim Cang, Tam Muội Nhập Pháp Ấn, Tam Muội Phương An Lập Tam Muội, Tam Muội Phóng Quang, Tam Muội Lực Tiến, Tam Muội Cao Xuất, Tam Muội Tất Nhập Biện Tài, Tam Muội Thích Danh Tự, Tam Muội Quán Phương, Tam Muội Đà La Ni Ấn, Tam Muội Vô Cuống, Tam Muội Nhiếp Trừ Pháp Hải, Tam Muội Biến Phú Hư Không, Tam Muội Kim Cang Luân, Tam Muội Bảo Đoạn, Tam Muội Năng Chiếu, Tam Muội Bất Cầu, Tam Muội Vô Trú, Tam Muội Vô Tâm, Tam Muội Tịnh Đăng, Tam Muội Vô Biên Minh, Tam Muội Năng Tác Minh, Tam Muội Phổ Chiếu Minh, Tam Muội Kiên Tịnh Trừ Tam Muội, Tam Muội Vô Cấu Minh, Tam Muội Hoan Hỷ, Tam Muội Điển Quang, Tam Muội Vô Tận, Tam Muội Oai Đức, Tam Muội Ly Tận, Tam Muội Bất Động, Tam Muội Bất Thối, Tam Muội Nhật Đăng, Tam Muội Nguyệt Tịnh, Tam Muội Tịnh Minh, Tam Muội Năng Tác Minh, Tam Muội Tác Hành, Tam Muội Biết Tướng, Tam Muội Như Kim Cang, Tam Muội Tâm Trú, Tam Muội Phổ Minh, Tam Muội An Lập, Tam Muội Bảo Tụ, Tam Muội Diệu Pháp Ấn, Tam Muội Pháp Đẳng, Tam Muội Đoạn Hỷ, Tam Muội Đáng Pháp Đảnh, Tam Muội Năng Tán, Tam Muội Phân Biệt Chư Pháp Cú, Tam Muội Tự Đẳng Tướng, Tam Muội Ly Tự, Tam Muội Đoạn Duyên, Tam Muội Bất Hoại, Tam Muội Vô Chủng Tướng, Tam Muội Vô Xứ Hành, Tam Muội Ly Mông Muội, Tam Muội Vô Cứ, Tam Muội Bất Biến Dị, Tam Muội Độ Duyên, Tam Muội Tập Chư Công Đức, Tam Muội Trú Vô Tâm, Tam Muội Tịnh Diệu Hoa, Tam Muội Giác Ý, Tam Muội Vô Lượng Biện, Tam Muội Vô Đẳng Đẳng, Tam Muội Độ Chư Pháp, Tam Muội Phân Biệt Chư Pháp, Tam Muội Tán Nghi, Tam Muội Vô Trú Xứ, Tam Muội Nhất Trang Nghiêm, Tam Muội Sinh Hành, Tam Muội Nhất Hành, Tam Muội Bất Nhất Hành, Tam Muội Diệu Hành, Tam Muội Đạt Nhất Thiết Hữu Để Tán, Tam Muội Nhập Danh Ngữ, Tam Muội Ly Âm Thanh Tự Ngữ, Tam Muội Nhiên Cự, Tam Muội Tịnh Tướng, Tam Muội Phá Tướng, Tam Muội Nhất Thiết Chủng Diệu Túc, Tam Muội Bất Hỷ Khổ Lạc, Tam Muội Vô Tận Tướng, Tam Muội Đa Đà La Ni, Tam Muội Nhiếp Trừ Tà Chánh Tướng, Tam Muội Diệt Tăng Ái, Tam Muội Nghịch Thuận, Tam Muội Tịnh Quang, Tam Muội Kiên Cố, Tam Muội Mãn Nguyệt Tịnh Quang, Tam Muội Đại Trang Nghiêm, Tam Muội Năng Chiếu Nhất Thiết Thế, Tam Muội Đẳng Tam Muội, Tam Muội Nhiếp Nhất Thiết Hữu Chánh Vô Chánh, Tam Muội Bất Lạc Nhất Thiết Trú Xứ, Tam Muội Như Trú Định, Tam Muội Hoại Thân Suy, Tam Muội Hoại Ngữ Như Hư Không, Tam Muội Ly Trước Hư Không Bất Nhiễm. Sao gọi là Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm? Biết chỗ thi hành của các Tam Muội gọi là Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm. Sao gọi là Tam Muội Bảo Ấn? Chú ở Tam Muội ấy có thể trung ấn nhập các Tam Muội khác gọi là Tam Muội Bảo Ấn. Sao gọi là Tam Muội Sư Tử Du Hí? Chú ở Tam Muội ấy có thể dạo chơi trong các Tam Muội như sư tử gọi là Tam Muội Sư Tử Du Hí. Sao gọi là Tam Muội Diệu Nguyệt? Chú ở Tam Muội ấy có thể chiếu soi các Tam Muội như trăng trong gọi là Tam Muội Diệu Nguyệt. Sao gọi là Tam Muội Nguyệt Tràng Tướng? Chú ở Tam Muội ấy có thể giữ gìn các tướng Tam Muội gọi là Tam Muội Nguyệt Tràng Tướng. Sao gọi là Tam Muội Xuất Chư Pháp? Chú ở Tam Muội ấy có thể xuất sinh các Tam Muội gọi là Tam Muội Xuất Chư Pháp. Sao gọi là Tam Muội Quán Đảnh? Chú ở Tam Muội ấy có thể quán xem các chú đảnh Tam Muội gọi là Tam Muội Quán Đảnh. Sao gọi là Tam Muội Tất Pháp Tánh? Chú ở Tam Muội ấy quyết định biết pháp tánh gọi là Tam Muội Tất Pháp Tánh. Sao gọi là Tam Muội Tất Tràng Tướng? Chú ở Tam Muội ấy có thể giữ gìn các Tam Muội tràng gọi là Tam Muội Tất Tràng Tướng. Sao gọi là Tam Muội Kim Cang? Chú ở Tam Muội ấy có thể phá các Tam Muội gọi là Tam Muội Kim Cang. Sao gọi là Tam Muội Nhập Pháp Ấn? Chú ở Tam Muội ấy nhập vào các pháp ấn gọi là Tam Muội Nhập Pháp Ấn. Sao gọi là Tam Muội Vương An Lập Tam Muội? Chú ở Tam Muội ấy thì an lập chú trong các Tam Muội như vua gọi là Tam Muội Vương An Lập Tam Muội. Sao gọi là Tam Muội Phóng Quang? Chú ở Tam Muội ấy có thể phóng ánh sáng chiếu các Tam Muội gọi là Tam Muội Phóng Quang. Sao gọi là Tam Muội Lực Tiến? Chú ở Tam Muội ấy có thể làm thế lực đối với các Tam Muội gọi là Tam Muội Lực Tiến. Sao gọi là Tam Muội Cao Xuất? Chú ở Tam Muội ấy có thể tăng trưởng các Tam Muội gọi là Tam Muội Cao Xuất. Sao gọi là Tam Muội Tất Nhập Biện Tài? Chú ở Tam Muội ấy có thể biện thuyết các Tam Muội gọi là Tam Muội Tất Nhập Biện Tài. Sao gọi là Tam Muội Thích Danh Tự? Chú ở Tam Muội ấy có thể giải thích danh tự
các tam muội gọi là tam muội thích danh tự. Sao gọi là tam muội quán phương? Chú ở tam muội ấy có thể quán sát các phương tam muội gọi là tam muội quán phương. Sao gọi là tam muội đà la ni ấn? Chú ở tam muội ấy giữ gìn các tam muội ấy gọi là tam muội đà la ni ấn. Sao gọi là tam muội vô cuống? Chú ở tam muội ấy không khi rối rối với không khi rối đối với các tam muội gọi là tam muội vô cuống. Sao gọi là tam muội nhiếp chư pháp hải? Chú ở tam muội ấy có thể thu nhiếp các tam muội như nước biển lớn gọi là tam muội nhiếp chư pháp hải. Sao gọi là tam muội biến phú hư không? Chú ở tam muội ấy trùm khắp trùm các tam muội như hư không gọi là tam muội biến phú hư không. Sao gọi là tam muội kim cang luân? Chú ở tam muội ấy có thể giữ gìn phần các tam muội gọi là tam muội kim cang luân. Sao gọi là tam muội bảo đoạn? Chú ở tam muội ấy rất như cấu phiền não đời các tam muội gọi là tam muội bảo đoạn. Sao gọi là tam muội năng chiếu? Chú ở tam muội ấy có thể lấy ánh sáng chiếu rõ các tam muội gọi là tam muội năng chiếu. Sao gọi là tam muội bất cầu? Chú ở tam muội ấy không pháp gì không cầu gọi là tam muội bất cầu. Sao gọi là tam muội vô chú? Chú ở tam muội ấy không thấy pháp chú trong hết thảy tam muội gọi là tam muội vô chú. Sao gọi là tam muội vô tâm? Chú ở tam muội ấy tâm số pháp không hiện hành gọi là tam muội vô tâm. Sao gọi là tam muội tịnh đăng? Chú ở tam muội ấy làm sáng như đèn nơi các tam muội gọi là tam muội tịnh đăng. Sao gọi là tam muội vô biên minh? Chú ở tam muội ấy làm ánh sáng vô biên cho các tam muội gọi là tam muội vô biên minh. Sao gọi là tam muội năng tác minh? Chú ở tam muội ấy tức thời làm ánh sáng cho các tam muội gọi là tam muội năng tác minh. Sao gọi là tam muội phổ chiếu minh? Chú ở tam muội ấy có thể chiếu rõ các cửa tam muội gọi là tam muội phổ chiếu minh. Sao gọi là tam muội kiên tịnh chư tam muội? Chú ở tam muội ấy có thể làm kiên tịnh các tướng tam muội gọi là tam muội kiên tịnh chư tam muội. Sao gọi là tam muội vô cấu minh? Chú ở tam muội ấy có thể trừ cấu nhiễm của các tam muội, cũng có thể chiếu hết thảy tam muội gọi là tam muội vô cấu minh. Sao gọi là tam muội hoan hỷ? Chú ở tam muội ấy có thể lãnh thọ cái mừng của các tam muội gọi là tam muội hoan hỷ. Sao gọi là tam muội điển quang? Chú ở tam muội ấy chiếu các tam muội như điện sáng gọi là tam muội điển quang. Sao gọi là tam muội vô tận? Chú ở tam muội ấy đối với các tam muội chẳng thấy cùng tận gọi là tam muội vô tận. Sao gọi là tam muội oai đức? Chú ở tam muội ấy đối với các tam muội uy đức chiếu rõ gọi là tam muội oai đức. Sao gọi là tam muội ly tận? Chú ở tam muội ấy không thấy các tam muội cùng tận gọi là tam muội ly tận. Sao gọi là tam muội bất động? Chú ở tam muội ấy khiến các tam muội không động không đùa bỡn gọi là tam muội bất động. Sao gọi là tam muội bất thối? Chú ở tam muội ấy có thể không thấy các tam muội thối gọi là tam muội bất thối. Sao gọi là tam muội nhật đăng? Chú ở tam muội ấy phóng ánh sáng chiếu các môn tam muội gọi là tam muội nhật đăng. Sao gọi là tam muội nguyệt tịnh? Chú ở tam muội ấy có thể trừ bóng tối nơi các tam muội gọi là tam muội nguyệt tịnh. Sao gọi là tam muội tịnh minh? Chú ở tam muội ấy được bố trí vô ngã đối với các tam muội gọi là tam muội tịnh minh. Sao gọi là tam muội năng tác minh? Chú ở tam muội ấy hay làm sáng các môn tam muội gọi là tam muội năng tác minh. Sao gọi là tam muội tác hành? Chú ở tam muội ấy hay khiến các tam muội mỗi mỗi có tác động gọi là tam muội tác hành. Sao gọi là tam muội trí tướng? Chú ở tam muội ấy thấy tướng biết của các tam muội gọi là tam muội trí tướng. Sao gọi là tam muội như kim cang? Chú ở tam muội ấy hay xuyên suốt các pháp cũng không thấy xuyên suốt gọi là tam muội như kim cang. Sao gọi là tam muội tâm chú? Chú ở tam muội ấy tâm không động không chuyển không não cũng không nghĩ có tâm ấy gọi là tam muội tâm chú. Sao gọi là tam muội phổ minh? Chú ở tam muội ấy khắp thấy ánh sáng các tam muội gọi là tam muội phổ minh. Sao gọi là tam muội an lập? Chú ở tam muội ấy đối với các tam muội an lập chẳng động gọi là tam muội an lập. Sao gọi là tam muội bảo tụ? Chú ở tam muội ấy khắp thấy các tam muội như thấy bóng tích tụ gọi là tam muội bảo tụ. Sao gọi là tam muội diệu pháp ấn? Chú ở tam muội ấy hay ấn nhập các tam muội vì vô ấn ấn nhập vậy
gọi là Tam Muội Diệu Pháp Ấn, sao gọi là Tam Muội Pháp Đẳng. Chú ở Tam Muội ấy quán xem các pháp bình đẳng, không pháp gì không bình đẳng, gọi là Tam Muội Pháp Đẳng. Sao gọi là Tam Muội Đoạn Hỷ. Chú ở Tam Muội ấy rất sự mừng trong hết thảy pháp, gọi là Tam Muội Đoạn Hỷ. Sao gọi là Tam Muội Đáo Pháp Đảnh. Chú ở Tam Muội ấy rất các ám muội đối với pháp, cũng ở trên các Tam Muội, gọi là Tam Muội Đáo Pháp Đảnh. Sao gọi là Tam Muội Năng Tán. Chú ở Tam Muội ấy hay phá tán các pháp, gọi là Tam Muội Năng Tán. Sao gọi là Tam Muội Phân Biệt Trừ Pháp Cú. Chú ở Tam Muội ấy phân biệt các pháp cú của các Tam Muội, gọi là Tam Muội Phân Biệt Trừ Pháp Cú. Sao gọi là Tam Muội Tự Đẳng Tướng. Chú ở Tam Muội ấy được các danh tự Tam Muội, gọi là Tam Muội Tự Đẳng Tướng. Sao gọi là Tam Muội Ly Tự. Chú ở Tam Muội ấy cho đến chẳng thấy một chữ trong các Tam Muội, gọi là Tam Muội Ly Tự. Sao gọi là Tam Muội Đoạn Duyên. Chú ở Tam Muội ấy rất các duyên Tam Muội, gọi là Tam Muội Đoạn Duyên. Sao gọi là Tam Muội Bất Hoại. Chú ở Tam Muội ấy chẳng được các pháp biến dị, gọi là Tam Muội Bất Hoại. Sao gọi là Tam Muội Vô Chủng Tướng. Chú ở Tam Muội ấy chẳng thấy chủng chủng pháp, gọi là Tam Muội Vô Chủng Tướng. Sao gọi là Tam Muội Vô Xứ Hành. Chú ở Tam Muội ấy không thấy nơi chỗ của Tam Muội, gọi là Tam Muội Vô Xứ Hành. Sao gọi là Tam Muội Ly Mông Muội. Chú ở Tam Muội ấy để các tối tâm vi tế của Tam Muội, gọi là Tam Muội Ly Mông Muội. Sao gọi là Tam Muội Vô Khứ. Chú ở Tam Muội ấy không thấy tướng đi của hết thảy Tam Muội, gọi là Tam Muội Vô Khứ. Sao gọi là Tam Muội Bất Biến Dị. Chú ở Tam Muội ấy không thấy tướng biến dị của các Tam Muội, gọi là Tam Muội Bất Biến Dị. Sao gọi là Tam Muội Độ Duyên. Chú ở Tam Muội ấy độ khỏi cảnh giới duyên của hết thảy Tam Muội, gọi là Tam Muội Độ Duyên. Sao gọi là Tam Muội Tập Chư Công Đức. Chú ở Tam Muội ấy nhóm các công đức Tam Muội, gọi là Tam Muội Tập Chư Công Đức. Sao gọi là Tam Muội Chú Vô Tâm. Chú ở Tam Muội ấy tâm không nhập vào các Tam Muội, gọi là Tam Muội Chú Vô Tâm. Sao gọi là Tam Muội Tịnh Diệu Hoa. Chú ở Tam Muội ấy khiến các Tam Muội được sáng sạch như hoa, gọi là Tam Muội Tịnh Diệu Hoa. Sao gọi là Tam Muội Giác Ý. Chú ở Tam Muội ấy được bảy giác phần trong các Tam Muội, gọi là Tam Muội Giác Ý. Sao gọi là Tam Muội Vô Lượng Biện. Chú ở Tam Muội ấy được biện tài vô lượng đối với các pháp, gọi là Tam Muội Vô Lượng Biện. Sao gọi là Tam Muội Vô Đẳng Đẳng. Chú ở Tam Muội ấy được tướng vô đẳng đẳng trong các Tam Muội, gọi là Tam Muội Vô Đẳng Đẳng. Sao gọi là Tam Muội Độ Chư Pháp. Chú ở Tam Muội ấy vượt khỏi hết thảy cõi hết Tam Muội, gọi là Tam Muội Độ Chư Pháp. Sao gọi là Tam Muội Phân Biệt Chư Pháp. Chú ở Tam Muội ấy phân biệt thấy các Tam Muội và các pháp, gọi là Tam Muội Phân Biệt Chư Pháp. Sao gọi là Tam Muội Tán Nghi. Chú ở Tam Muội ấy được tán hoại việc nghi đối với các pháp, gọi là Tam Muội Tán Nghi. Sao gọi là Tam Muội Vô Trú Xứ. Chú ở Tam Muội ấy không thấy trú xứ các pháp, gọi là Tam Muội Vô Trú Xứ. Sao gọi là Tam Muội Nhất Trang Nghiêm. Chú ở Tam Muội ấy chọn không thấy các pháp hài tướng, gọi là Tam Muội Nhất Trang Nghiêm. Sao gọi là Tam Muội Sinh Hành. Chú ở Tam Muội ấy không thấy các hành sinh khởi, gọi là Tam Muội Sinh Hành. Sao gọi là Tam Muội Nhất Hành. Chú ở Tam Muội ấy không thấy bờ này bờ kia của các Tam Muội, gọi là Tam Muội Nhất Hành. Sao gọi là Tam Muội Bất Nhất Hành. Chú ở Tam Muội ấy không thấy các Tam Muội bột tướng, gọi là Tam Muội Bất Nhất Hành. Sao gọi là Tam Muội Diệu Hành. Chú ở Tam Muội ấy không thấy các Tam Muội hai tướng, gọi là Tam Muội Diệu Hành. Sao gọi là Tam Muội Đà Nhất Thiết Hữu Đẻ Tán. Chú ở Tam Muội ấy nhập vào hết thảy hữu, hết thảy trí tuệ Tam Muội, thông đạt cũng không chỗ thông đạt, gọi là Tam Muội Đà Nhất Thiết Hữu Đẻ Tán. Sao gọi là Tam Muội nhập danh ngữ. Chú ở Tam Muội ấy vào hết thảy danh tự ngữ ngôn các Tam Muội, gọi là Tam Muội nhập danh ngữ. Sao gọi là Tam Muội ly âm thanh tự ngữ. Chú ở Tam Muội ấy không thấy các âm thanh danh tự ngữ ngôn Tam Muội, gọi là Tam Muội ly âm thanh tự ngữ. Sao gọi là Tam Muội nhiên cự. Chú ở Tam Muội ấy oai đức chiếu sáng như đuốc, gọi là Tam Muội đốt đuốc. Sao gọi là Tam Muội tịnh tướng. Chú ở Tam Muội ấy sạch các tướng Tam Muội, gọi là Tam Muội tịnh tướng. Sao gọi là Tam Muội phá tướng. Chú ở Tam Muội ấy không thấy các tướng Tam Muội, gọi là Tam Muội phá tướng. Sao gọi là Tam Muội nhất thiết trùng diệu túc. Chú ở Tam Muội ấy hết thảy Tam Muội trùng đều đầy đủ, gọi là Tam Muội nhất thiết trùng diệu túc. Sao gọi là Tam Muội bất hỷ khổ lạc. Chú ở Tam Muội ấy
hờn tánh khổ vui của các tam muội gọi là tam muội bất hỷ khổ lạc. Sao gọi là tam muội vô tận tướng? Chú ở tam muội ấy không thấy tướng cùng tận của các tam muội gọi là tam muội vô tận tướng. Sao gọi là tam muội đa đà la ni? Chú ở tam muội ấy hay giữ gìn các tam muội gọi là tam muội đa đà la ni. Sao gọi là tam muội nhất chư tà chánh tướng? Chú ở tam muội ấy không thấy tướng tà chánh nơi các tam muội gọi là tam muội nhất chư tà chánh tướng. Sao gọi là tam muội diệt tăng ái? Chú ở tam muội ấy không thấy ghét thương các tam muội gọi là tam muội diệt tăng ái. Sao gọi là tam muội nghịch thuận? Chú ở tam muội ấy không thấy các pháp các tam muội nghịch thuận gọi là tam muội nghịch thuận. Sao gọi là tam muội tịnh quang? Chú ở tam muội ấy không thấy các tam muội sáng như gọi là tam muội tịnh quang. Sao gọi là tam muội kiên cố? Chú ở tam muội ấy chẳng đặng các tam muội không kiên cố gọi là tam muội kiên cố. Sao gọi là tam muội mãn nguyệt tịnh quang? Chú ở tam muội ấy các tam muội tròn đầy như trăng rằm gọi là tam muội mãn tịnh quang. Sao gọi là tam muội đại trang nghiêm? Chú ở tam muội ấy đại trang nghiêm thành tựu các tam muội gọi là tam muội đại trang nghiêm. Sao gọi là tam muội năng chiếu nhất thiết thế? Chú ở tam muội ấy hay chiếu các pháp và các tam muội gọi là tam muội năng chiếu nhất thiết thế. Sao gọi là tam muội đẳng tam muội? Chú ở tam muội ấy không thấy tướng định loạn đối với các tam muội gọi là tam muội đẳng tam muội. Sao gọi là tam muội nhiếp nhất thiết hữu chánh vô chánh? Chú ở tam muội ấy hay khiến các tam muội không phân biệt hữu chánh vô chánh gọi là tam muội nhiếp nhất thiết hữu chánh vô chánh. Sao gọi là tam muội bất lạc nhất thiết chú xứ? Chú ở tam muội ấy không thấy chỗ nương tựa của các tam muội gọi là tam muội bất lạc nhất thiết chú xứ. Sao gọi là tam muội như chú định? Chú ở tam muội ấy không vượt qua như tướng của các tam muội gọi là tam muội như chú định. Sao gọi là tam muội hoại thân suy? Chú ở tam muội ấy không thủ đắc thân tướng gọi là tam muội hoại thân suy. Sao gọi là tam muội hoại ngữ như hư không? Chú ở tam muội ấy không thấy ngữ nghiệp của các tam muội như hư không gọi là tam muội hoại ngữ như hư không. Sao gọi là tam muội ly trước hư không bất nhiễm? Chú ở tam muội ấy thấy các pháp như hư không vô ngại cũng không ô nhiễm gọi là tam muội ly trước hư không bất nhiễm. Tu Bồ Đề ấy gọi là Ma Ha Diễm của Bồ Tát Ma Ha Tát. Luận trên lấy 18 không giải thích Bát Nhã Ba La Mật. Này lấy 108 tam muội giải thích Bát Nhã Ba La Mật. 108 tam muội Phật tự nói nghĩa đó. Lúc ấy người vì loại căn nghe nói đều được tin hiểu. Nay thời không được như vậy nên luận giả giải thích lại nghĩa ấy khiến cho dễ hiểu. Tam muội Thủ Lăng Nghiêm Trung Hoa dịch là kiện tướng phân biệt biết hành tướng các tam muội nhiều ít sâu cạn như đại tướng biết các binh lực nhiều ít. Lại nữa Bồ Tát được tam muội ấy các ma phiền não và người ma không làm hoại được, ví như hảo tướng chủ binh của Chuyển Luân Thánh Vương những chỗ đi đến đều hàng phục. Tam muội bảo ấn là hay ấn hợp các tam muội trong các thứ báu pháp báu là thật báu hay làm lợi ích đời này đời sau cho đến niết bàn. Như trong kinh nói Phật bảo tỳ kheo, ta sẽ vì ngươi thuyết pháp. Pháp được nói là pháp ấn tức là bảo ấn tức là cửa giải thoát. Lại nữa có người nói ba pháp ấn là tam muội bảo ấn. Hết thảy pháp vô ngã, hết thảy tác pháp hành vô thường, tịch diệt niết bàn. Ba pháp ấn ấy hết thảy trời người không thể đúng như pháp phá hoại được. Vào tam muội ấy có thể ba cách quán các pháp ấy gọi là bảo ấn. Lại nữa Bát Nhã Ba La Mật là báu, tam muội tương ưng Bát Nhã gọi là ấn ấy gọi là bảo ấn. Tam muội Sư Tử Du Hí là Bồ Tát được tam muội ấy thấy ra vào hết thảy tam muội mau chậm đều được tự tại. Thí như khi các con thú giỡn chơi, nếu thấy sư tử thầy đều sợ hãi, còn khi sư tử giỡn chơi thầy tự tại không sợ gì hết. Lại nữa khi sư tử giỡn chơi đối với các con thú, con mạnh thì giết, con sợ nép thì tha. Bồ Tát cũng như vậy, được tam muội ấy đối với các ngoại đạo, hễ kẻ cương cường thì phá, kẻ tín phục thầy độ cho. Lại nữa sư tử giỡn chơi là như trong phẩm đầu nói, Bồ Tát vào tam muội ấy có thể làm quả đất chấn động 6 cách, làm cho hết thảy 10 phương thế giới địa ngục nóng lạnh, kẻ mù được thấy, người điếc được nghe, vân vân. Tam muội diệu nguyệt
là như trăng tròn trong sạch, không có các chướng che, có thể trừ đêm tối. Tam muội này cũng như vậy. Bồ Tát vào tam muội ấy hay trừ các tà kiến và vô minh che tối đối với các pháp. Tam muội nguyệt tràng tướng là như vị tướng của đại quân lấy tràng báu làm tượng mặt trăng. Hễ thấy tướng tràng ấy, người đều đi theo. Bồ Tát vào trong tam muội ấy thông đạt các pháp không ngăn ngại, thảy đều đi theo. Tam muội xuất như pháp là Bồ Tát được tam muội ấy, thời làm cho các tam muội tăng trưởng. Thí như mưa đúng thời, rừng cây tươi tốt. Tam muội quán đảnh là vào tam muội ấy, thời thấy được khắp tam muội như ở trên chóp núi, thấy hết mọi vật. Tam muội tất pháp tánh là pháp tánh không lượng không hai, có thể nắm giữ. Vào tam muội ấy chắc chắn được định tướng. Thí như hư không, không thể cư trú, được lực thần túc, thời có thể ở được. Tam muội tất tràng tướng là vào tam muội ấy, thời rất tôn trường. Đối với các tam muội, thí như quân tướng được cờ phướn, tiêu biểu vị đại tướng. Tam muội kim cang là thí như kim cang phá hoại hết mọi vật. Tam muội này cũng như vậy, thông đạt đến các pháp, khiến các tam muội mỗi mỗi đắc dụng như sa cử mã não lưu ly, chỉ có kim cang soi được. Tam muội nhập pháp ấn là như người đi vào nước an ổn, có ấn tín thì được vào, không có ấn tín không được vào. Bồ Tát được tam muội ấy có thể vào trong thật tướng các pháp, đó là các pháp chốt giáo không. Tam muội vương an lập tam muội là ví như đại vương an trú chánh điện, triệu các bầy tôi thảy đều vâng mệnh. Bồ Tát vào tam muội vương phóng ánh sáng lớn, triệu thỉnh mười phương thảy đều tụ tập, lại sai hóa Phật khắp đến mười phương. An lập là thí như quốc vương an ổn ở chánh điện, thần tâm thản nhiên không chút sợ sệt. Tam muội phóng quang là thường tu hòa nhất thiết nhập, một trong phép tu quán 10 pháp biến nhập vào khắp cả mọi vật, gọi là phép tu 10 nhất thiết nhập hay 10 biến xứ. Nên phát sinh lực thần thông, tùy ý phóng các ánh sáng màu sắc theo chỗ ưa của chúng sinh, hoặc nóng hoặc lạnh, hoặc không nóng không lạnh. Tam muội năng chiếu là ánh sáng có hai thứ, một ánh sáng màu sắc, hai ánh sáng trí tuệ. Chú trong tam muội ấy chiếu các tam muội không có tà kiến vô minh vân vân. Tam muội lực tiến là trước đối với các pháp được năm thứ lực là tín vân vân, vậy sau đối với các tam muội được lực tự tại. Lại tùy ở tam muội mà thường biến hóa thần thông độ các chúng sinh. Tam muội cao xuất là Bồ Tát vào tam muội ấy phước đức trí tuệ có được, thảy đều tăng trưởng các tánh tam muội từ tâm mà ra. Tam muội tất nhập biện tài là trong bốn vô ngại biện, tam muội tương ứng với từ biện tài. Bồ Tát được tam muội ấy biết hết ngữ ngôn thứ lớp của chúng sinh và kinh sách danh tự vân vân, đều phân biệt được vô ngại. Tam muội thích danh tự là các pháp tuy không mà dùng danh tự biện biệt nghĩa các pháp khiến người được hiểu. Tam muội quán phương là đối với 10 phương chúng sinh lấy tâm từ bi thương xót bình đẳng xem xét. Lại nữa, phương là tuân theo đạo lý gọi là được phương, vì lực tam muội ấy đối với các tam muội được đạo lý ra vào tự tại vô ngại. Tam muội đà la ni ẩn là được tam muội ấy, thời có thể phân biệt được các tam muội đều có đà la ni. Tam muội vô cuống là có tam muội phát sinh ái giận vô minh tà kiến vân vân. Tam muội này đối với các tam muội hoàn toàn không có việc mê muội. Tam muội nhiếp trừ pháp hải là biết hết thảy dòng nước đều chảy về biển, pháp ba thừa đều vào trong tam muội này cũng như vậy. Lại các tam muội khác đều vào trong tam muội này như bốn thiền bốn định vô sắc, thu nhiếp hết các giải thoát định chín thứ lớp đều vào trong đó. Tam muội biến phú hư không là hư không vô lượng vô biên, lực tam muội này hay trùng khắp hư không, hoặc ngồi kết già phu, hoặc phóng ánh sáng, hoặc lấy âm thanh chứa đầy trong đó. Tam muội kim cang luân là như bánh xe chân kim cang, chỗ ở vô ngại. Được tam muội này đối với các pháp đến được vô ngại. Lại nữa, có thể phân biệt phần vị danh giới các tam muội nên gọi là luân bánh xe. Luân là phần vị danh giới. Tam muội bảo đoạn là như có thứ báu có thể làm sạch các báu. Tam muội này cũng như vậy, hay trừ các cấu như phiền não của tam muội, cấu như ngũ dục dễ trừ, các cấu như tam muội khó trừ. Tam muội năng chiếu là được tam muội này thời có thể lấy 10 thứ trí tuệ xem phẩm 11 trí ở tập 2. Chiếu rõ các pháp, tí như mặt trời mọc chiếu rõ diêm phủ đề, mọi sự đều rõ ràng. Tam muội bất cầu
là quán các pháp như huyễn hóa, tâm ái ba cõi dứt nên không mong cầu gì. Tam muội vô chú là tam muội ấy gọi là tam muội vô tác. Chú ở tam muội ấy quán các pháp niệm niệm vô thường, không có lúc ngưng trụ. Tam muội vô tâm tức là diệt tận định hoặc vô tưởng định. Vì sao? Vì Phật tự nói nhân duyên, vào trong tam muội ấy các tâm tâm số pháp không hiện hành. Tam muội tịnh đăng là đèn trí tuệ, các phiền não gọi là nhơ, tỉa nhơ, thời tuệ, thanh tịnh. Tam muội vô biên minh là vô biên, gọi là vô lượng vô số. Sáng có hai, một vì độ chúng sinh nên thân phóng hào quang, hai phân biệt tướng chung tướng riêng các pháp nên trí tuệ sáng suốt. Đường tam muội này hay chiếu vô biên thế giới ở mười phương và vô biên các pháp. Tam muội năng tác minh là hay làm sáng nơi các pháp như đốt đuốc trong chỗ tối. Tam muội phổ chiếu minh là ngọc bóng của chuyển luân thánh vương, chiếu một do tuần ngoài bốn phía quân binh. Bồ Tát được tam muội ấy chiếu khắp mỗi mỗi môn các pháp. Tam muội kiên tịnh trừ tam muội là Bồ Tát được lực tam muội ấy nên làm cho các tam muội thanh tịnh cứng chắc. Tam muội vô cấu minh là tam muội tương ứng với ba mùa giải thoát, được tam muội ấy để hết thảy cấu như tam muội, để hết thảy vô minh tham ái vân vân cũng hay chiếu hết thảy các tam muội. Tam muội hoan hỷ là được tam muội ấy thời đối với pháp sinh vui hoan hỷ. Thế nào là hoan hỷ? Có người nói đó là sơ thiền. Như Phật dạy có bốn tu định: một, tu tam muội ấy được vui hiện tại hoan hỷ; hai, tu định được biết thấy, thấy chúng sinh sinh tử; ba, tu định được trí tuệ phân biệt; bốn, tu định được sạch hết lậu hoặc. Lại nữa, được tam muội ấy thời phát sinh vô lượng vô biên pháp lạc hoan hỷ. Tam muội điển quang là như chớp sáng tạm hiện ra, người đi thấy đường được tam muội ấy bị mất đạo, từ vô thủy đời đến nay trở lại được. Tam muội vô tận là được tam muội ấy thời dứt các tướng vô thường của các pháp, tức vào bất sinh bất diệt. Tam muội oai đức là Bồ Tát được tam muội thời oai đức trang nghiêm. Tam muội ly tận là Bồ Tát được tam muội ấy thời chắc chắn được công đức thiện bổn vô lượng vô số kiếp quả báo không mất. Tam muội bất động là có người nói thiền thứ tư là bất động, ở trong cõi dục vì ngũ dục nên động, trong sơ thiền vì giác quán nên động, trong nhị thiền vì mừng nhiều nên động, trong tam thiền vì vui nhiều nên động, trong tứ thiền lìa hơi thở ra vào không có các tướng động nên bất động. Có người nói bốn định vô sắc là bất động vì lìa các sắc. Có người nói diệt tận định là bất động vì lìa tâm tâm số pháp. Có người nói tam muội tương ưng với trí tuệ biết thời tướng các pháp rốt ráo không nên bất động, được tam muội ấy đối với hết thảy tam muội hết thảy pháp hoàn toàn không hí luận. Tam muội bất thối là chú ở tam muội ấy không thấy các tam muội thối chuyển. Luận giả nói Bồ Tát chú ở tam muội ấy thường không thối chuyển, tức là tam muội tương ưng với trí tuệ bất thối. Bất thối là không đọa vào đảnh vị, như đã nói ở trong nghĩa đọa đảnh. Tam muội nhật đăng là được tam muội ấy thầy có thể chiếu mỗi mỗi môn của hết thảy pháp và các tam muội, ví như mặt trời mọc hay chiếu hết thảy diêm phủ đề. Tam muội nguyệt tịnh là như mặt trăng từ ngày 16 giảm dần đến ngày 30 là hết. Người phàm phu cũng như vậy, các công đức lành dần dần giảm hết phải đọa vào ba ác đạo. Như mặt trăng từ ngày mùng 1 dần dần tăng trưởng đến ngày 15 thì sáng suốt thanh tịnh. Bồ Tát cũng như vậy, được tam muội ấy từ khi phát tâm đời đời dần tăng trưởng thiện căn cho đến được vô sinh pháp nhẫn, được thọ ký, trí tuệ thanh tịnh, lợi ích chúng sinh, lại hai phá vô minh trong các tam muội. Tam muội tịnh minh là sáng gọi là tuệ, cấu làm ngại. Được tam muội ấy đối với các pháp không chướng ngại. Vì vậy nên nơi đây Phật dạy chú trong tam muội ấy được bố trí vô ngại. Hỏi, sao Phật chỉ riêng ở trong đây đối với tam muội nói bố trí vô ngại? Đáp, ở trong tam muội không có tầm giác quán có thể vui nói là thuyết vô ngại, trái với định việc ấy là khó. Vì được lực tam muội ấy nên được bố trí vô ngại, nghĩa bố trí vô ngại như trước nói. Tam muội năng tác minh là sáng, tức là trí tuệ. Trong các trí tuệ bát nhã là tối đệ nhất. Tam muội tương ứng với bát nhã ấy hay làm sáng. Tam muội tác hành là được lực tam muội ấy hay phát khởi trước tiên là được các tam muội. Tam muội trí tướng là được tam muội ấy thời thấy có tướng trí tuệ thật trong hết thảy tam muội. Tam muội như kim cang
là được tam muội ấy, thời đấy chứ đại thông đạt hết thầy pháp cũng chẳng thấy thông đạt, vì dùng vô sở đắc vậy. Hỏi: ba thứ tam muội sao đều nói là tên kim cang? Đáp: đầu nói kim cang, giữa nói bánh xe kim cang, sau nói như kim cang. Tam muội như kim cang Phật dạy xuyên suốt thầy pháp cũng không thấy tam muội kim cang ấy thông suốt các tam muội. Tam muội kim cang luân là được tam muội ấy hay giữ gìn các bánh xe tam muội, đó đều là nghĩa của Phật dạy. Luận giả nói tam muội như kim cang là có thể phá hết thể các phiền não kiết sử, không còn dư sót. Thí như trời Đế Thích tay cầm kim cang phá quân Atula, tức là tâm cuối cùng của học nhân. Từ tâm ấy thứ lớp được ba thứ bồ đề là Thanh Văn bồ đề, Bích Chi Phật bồ đề, Phật Vô Thượng bồ đề. Tam muội kim cang là có thể phá hết thảy pháp và vô dư niết bàn, không còn thọ thân sau. Ví như chân kim cang có thể phá các núi, làm cho diệt sạch không còn. Bánh xe kim cang là tam muội này hay phá hết thảy pháp không ngần ngại. Ví như bánh xe kim cang lúc chuyển đi không gì không phá, không bị chướng ngại. Lại nữa, đầu là kim cang, hai là bánh xe kim cang, ba là như kim cang, danh tự khác nhau, Phật dạy nghĩa nó cũng khác nhau, luận giả giải thích nhân duyên nó cũng khác, nên không nên cật nạn. Tam muội tâm chú là tâm tướng nhẹ nhanh đi xa vô hình, khó chế khó giữ, thường lay động như con khỉ, lại như điển chớp cũng như lưỡi rắn. Được tam muội này có thể thấu nhiếp làm cho chú lại, cho đến trước dục lạc cõi trời, tâm cũng không động chuyển, huống gì dục lạc cõi người. Tam muội phổ minh là đến tam muội ấy thời nơi hết thảy pháp thấy tướng quang minh, không có tưởng tối ám. Như thấy ban ngày, thấy ban đêm cũng vậy, thấy trước thấy sau, thấy trên thấy dưới cũng như vậy, trong tâm vô ngại. Sau tu tam muội ấy nên được thiên nhãn thông, khắp thấy ánh sáng rõ ràng vô ngại. Khéo tu thần thông ấy nên được thành tuệ nhãn, chiếu khắp các pháp thấy rõ không ngại. Tam muội an lập là được tam muội ấy thời an lập bền chắc trong hết thảy công đức thiện pháp, như núi tù gì và giữa biển lớn an lập bất động. Tam muội bảo tụ là được tam muội ấy thời quốc độ có được đều thành bảy báu. Hỏi: điều đó mắt thị thấy hay thiền định thấy? Đáp: mắt trời mắt thị đều có thể thấy. Vì sao? Vì sáu trần bên ngoài bất định, hành giả thường tu tập thiền định nên có thể chuyển đổi bốn tướng nó. Tam muội diệu pháp ấn là diệu pháp là công đức và trí tuệ thâm diệu của chư Phật Bồ Tát. Được tam muội ấy là được các công đức và trí tuệ thâm diệu. Tam muội pháp đẳng là đẳng có hai: một, chúng sinh bình đẳng; hai, pháp bình đẳng. Tam muội tương ưng với pháp đẳng gọi là pháp đẳng. Tam muội đoạn hỷ là được tam muội ấy thể quán các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, vân vân, tâm sinh nhảm lìa. Trong 10 tường xem chương 34 tập 1. Tam muội này tương ưng với tưởng hết thảy thế gian không thể vui. Tam muội đáo pháp đảnh là pháp là pháp Bồ Tát, nghĩa là sáu ba la mật. Đến trong bát nhã ba la mật được lực phương tiện, đến đỉnh núi pháp được tam muội ấy có thể trú ở đỉnh núi pháp ấy, các vô minh phiền não không thể làm lay động. Tam muội năng tán là được tam muội ấy thầy có thể phá tán các pháp, đây là tam muội tương ưng với tán không, xem chương 18 không. Tam muội phân biệt chư pháp cú là được tam muội ấy thầy có thể phân biệt ngữ ngôn tự cú của hết thảy pháp, vì chúng sinh thuyết ngôn từ không trẻ ngại, đây là tam muội tương ưng với trí là thuyết vô ngại. Tam muội tự đẳng tướng là được tam muội ấy thầy quán các chữ các ngữ đều bình đẳng, trách mắng hay tán thán không có ghét thương. Tam muội ly tự là được tam muội thời không thấy chữ ở trong nghĩa, cũng không thấy nghĩa ấy ở trong chữ. Tam muội đoạn duyên là được tam muội ấy thời hoặc trong hoặc ngoài, đối với vui không sinh mừng, đối với khổ không sinh giận, đối với không khổ không vui, không sinh tâm không biết mà xả. Đối với ba thọ ấy ra lìa không vướng mắc, thời tâm quy về tịch diệt, tâm nếu diệt thì duyên cũng diệt. Tam muội bất hoại là tam muội tương ưng với duyên pháp tánh rốt ráo không, hí luận không phá được, vô thường không chuyển được vì trước đã hoại rồi. Tam muội vô trùng tướng là được tam muội ấy phải không thấy các pháp có mỗi mỗi tướng, chỉ thấy một tướng đó là vô tướng, không có tướng. Tam muội vô xứ hành là được tam muội ấy phải biết lửa ba độc đốt ba cõi nên tâm không nương dựa, có niết bàn rốt ráo không nên cũng không nương dựa. Tam muội ly mông muội là được tam muội ấy ở trong các tam muội thứ vô minh vi tế che ngăn đều trừ hết.
Tam muội vô khứ là được tam muội ấy thấy không thấy tướng đi lại của hết thảy pháp. Tam muội bất biến dị là được tam muội ấy thấy quán hết thảy pháp, nhân không biến làm quả, như sửa không biến thành lạc. Vì các pháp đều ở trong tự tướng bất động. Tam muội độ duyên là được tam muội ấy thấy các phiền não nơi sáu trần dứt hết, vượt qua biển lớn sáu trần, cũng có thể vượt qua hết thảy duyên tam muội phát sinh trí tuệ. Tam muội tập trừ công đức là được tam muội ấy thấy nhóm các công đức từ lòng tin đến trí tuệ, đầu đêm cuối đêm tu tập không ngừng, như mặt trời mặt trăng vận chuyển chưa bao giờ ngừng nghỉ. Tam muội trú vô tâm là vào trong tam muội ấy thời không theo tâm chỉ theo trí tuệ đến trú trong thời tướng các pháp. Tam muội tịnh diệu hoa là hoa trên cây rộ nở làm cho cây nghiêm sức, được tam muội ấy trong các tam muội mở ra các công đức để trang nghiêm. Tam muội giác ý là được tam muội ấy thời khiến các tam muội biến thành vô lậu, tương ứng với bảy giác tri, ví như một cân nhựa đá có thể biến ngàn cân đồn thành vàng. Tam muội vô lượng biện, tức là lạc thuyết vô ngại biện, được lực tam muội này cho đến chỉ bôi nói một câu trải vô lượng kiếp mà không cùng tận. Tam muội vô đẳng đẳng là được tam muội ấy sẽ biết thảy chúng sinh đều như Phật, sẽ biết thảy pháp đều đồng Phật pháp, vô đẳng đẳng đó là tương ứng với bát nhã ba la mật. Tam muội độ trừ pháp là vào ba cửa giải thoát ra khỏi ba cõi độ chúng sinh ba thừa. Tam muội phân biệt trừ pháp, tức là tam muội tương ứng với phân biệt tuệ, được tam muội ấy thời phân biệt các pháp tướng thiện bất thiện, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi. Tam muội tán nghi là có người nói, tức là tam muội vô tướng trong kiến đế đạo, vì tam muội tương ứng với trí kiến để dứt nghi kiết. Có người nói đây là tam muội tương ứng với vô sinh pháp nhẫn. Bây giờ lưỡng nghi đối với hết thảy pháp đều dứt, thấy mười phương chư Phật được thật tướng các pháp. Có người nói đây là tam muội tương ứng với vô ngại giải thoát, chư Phật được tam muội ấy đã đối với các pháp để vô ngại, không gần không xa như xem bàn tay. Tam muội vô trú xứ, tức là tam muội tương ứng với trí tuệ không lãnh thọ, được tam muội ấy không thấy hết thảy pháp có trú xứ nhất định. Tam muội nhất trang nghiêm là được tam muội ấy thời xem hết thảy pháp đều một, hoặc hết thảy pháp có tướng nên một, hoặc hết thảy pháp không có tướng nên một, hoặc hết thảy pháp không nên một. Như vậy vô lượng đều một, vì trí tuệ nhất tướng trang nghiêm tam muội ấy nên nói là nhất trang nghiêm. Tam muội sinh hành là hành gọi là quán, được tam muội ấy thời hay quán các hành tướng, tướng vào, tướng trú, tướng ra, lại hành ấy đều không, cũng không thể thấy. Tam muội nhất hành là được tam muội ấy thời thường nhất hành trong tam muội, tương ứng với rốt ráo không, không còn các hành thứ lớp khác như trong vô thường hành. Theo đấy có khổ hành, trong khổ hành thứ đến có vô ngã hành. Lại Bồ Tát đối với tam muội ấy không thấy bờ này, không thấy bờ kia, tướng vào các tam muội là bờ này, tướng ra là bờ kia, tướng mới được là bờ này, tướng diệt là bờ kia. Tam muội bất nhất hành là trái với hành ở trên, đó là các hành tướng quán khác. Tam muội diệu hành, tức là tam muội tương ứng với rốt ráo không, một trong 18 không, cho đến không thấy không hài tướng, hết thảy trí luận không thể phá. Tam muội đạt nhất thiết hữu đẻ tán là hữu là ba cõi, đẻ là phi hữu tưởng, phi vô tưởng, vì khó đến nên gọi là đẻ. Đạt là lấy trí tuệ vô lậu xa lìa cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng mà vào vô dư niết bàn. Ba cõi năm uẩn đều là tán diệt. Lại nữa, Bồ Tát được trí tuệ bất sanh bất diệt ấy, thời hết thảy các cõi được thông đạt và tán diệt đều không có gì. Tam muội nhập danh ngữ là được tam muội ấy thời biết hết thảy danh tự của hết thảy chúng sinh, hết thảy Phật, hết thảy pháp, cũng lấy danh tự ấy nói giáo hóa người, hết thảy danh tự đều hiểu rõ hết, đều có thứ lớp. Tam muội ly âm thanh tự ngữ là được tam muội ấy thời quán hết thảy các pháp đều không có âm thanh ngôn ngữ, tướng thường tịch diệt. Tam muội nhiên cự là như cầm đuốc đi đêm không rời chỗ hiểm. Bồ Tát được tam muội ấy dùng đức trí tuệ không lầm không dính đối với các pháp. Tam muội tịnh tướng là được tam muội ấy thể có thể thanh tịnh đầy đủ trang nghiêm 32 tướng, lại có thể đúng như quán pháp tướng trung tướng riêng các pháp, cũng có thể quán các pháp thanh tịnh vô tướng, tức là không vô tướng vô tác như phẩm tướng nói rộng. Tam muội phá tướng là được tam muội ấy thời không thấy tướng hết thảy pháp
huống gì tướng các tà muội, thì tức là vô tướng tà muội. Tà muội nhất thiết hữu diệu túc, là được tà muội ấy thời lấy các công đức trang nghiêm đầy đủ, dòng họ tốt, gia đình tốt, thân tốt, quyến thuộc tốt, thiền định trí tuệ đều đầy đủ thanh tịnh. Tà muội bất hỷ khổ lạc, là được tà muội ấy thời xem cái vui vẻ thế gian nhiều lỗi nhiều lo, hư vọng điên đảo không thể ưa vui, xem cái khổ thế gian như bệnh như mũi tên vào thân, tâm không mừng vui vì hết thảy pháp hư dối, chẳng cầu cái vui đó. Vì sao? Vì lúc khác biến đổi là khổ, vui còn chẳng mừng huống gì đối với khổ. Tam muội vô tận tướng, là được tam muội ấy thời xem hết thảy pháp không hoại không tận. Hỏi: nếu như vậy sao không rơi vào chấp bên thường? Đáp: cũng như Bồ Tát tuy quán vô thường, cũng không rơi vào chấp đoạn, hoặc quán chẳng cùng tận, không rơi trong chấp thường. Hai tướng ấy đều không thể có được nơi các pháp. Có nhân duyên nên tu hành, nghĩa là vì tội phước chẳng mất nên nói thường, vì lìa chấp trước nên nói vô thường. Tam muội đà đà la ni, là được lực tam muội ấy thời các đà la ni như văn trì đà la ni vân vân đều tự nhiên được. Tam muội nhiếp trừ tà chánh tướng, là được tam muội ấy thời chẳng thấy ba nhóm chúng sinh, là nhóm chánh định, nhóm tà định và nhóm bất định, nhất tâm nhiếp lấy hết, không bỏ nhóm nào. Lại nơi các pháp không thấy tướng chánh nhất định, tướng tà nhất định, vì các pháp không có tướng nhất định. Tam muội diệt tăng ái, là được tam muội ấy thời đối với pháp khả hỷ không sinh yêu, đối với pháp khả ố không sinh giận. Tam muội nghịch thuận, là được tam muội ấy thời đối với các pháp nghịch thuận tự tại, có thể phá chúng sinh tà nghịch, có thể thuận theo chúng sinh đáng được hóa độ. Lại lìa chấp trước nên phá hết thảy pháp, vì căn lành tăng trưởng nên thành hết thảy pháp, cũng chẳng thấy các pháp nghịch thuận, việc ấy cũng không thấy vì không có vậy. Tam muội tịch quang, là được tam muội ấy thời các cấu như phiền não đối với các pháp không thể có được, vì không thể có được vậy nên các tam muội đều thanh tịnh. Tam muội kiên cố, là có người nói tức là kim cang tam muội vì kiên cố không hoại, có người nói kim cang không phải vì kim cang cũng dễ phá. Đây là tam muội tương ứng với trí biết thật tướng các pháp không thể phá hoại như hư không, vì vậy nên gọi là kiên cố. Tam muội mãn nguyệt tịnh quang, là được tam muội ấy thời lại nói thanh tịnh không sai lầm, như mùa thu hư không trong sáng sạch, trăng tròn sáng chói, mát mẻ đáng ưa, không chỉ đáng ghét. Bồ Tát cũng như vậy, tu các công đức như trăng tròn phá tối vô minh nên tịnh trí sáng suốt đầy đủ, dứt lừa ưa giận vân vân, nên công đức mát mẻ đầy đủ làm lợi ích cho chúng sinh nên đáng ưa. Tam muội đại trang nghiêm, là thấy mười phương thế giới số như hàng hà sa, lấy hoa hương bày bóng trang nghiêm, Phật ở trong đó trang nghiêm thanh tịnh như vậy, được tam muội ấy nên cùng một lúc trang nghiêm các công đức, lại xem sự trang nghiêm đó rỗng không, không có gì, tâm không dính mắc. Tam muội năng chiếu nhất thiết thế, là được tam muội ấy nên có thể chiếu soi ba thứ thế gian, là chúng sinh thế gian, chú xứ thế gian, khí thế gian và ngũ uẩn thế gian. Tam muội đẳng tam muội, là được tam muội ấy quán các tam muội đều nhất đẳng, nghĩa là nhiếp tâm tướng. Tam muội ấy đều từ nhân duyên sinh, pháp hữu vì tạo tác, không có cạn sâu. Được tam muội ấy thảy đều bình đẳng, ấy gọi là đẳng, cùng các pháp khác cũng bình đẳng không khác. Vì vậy nên theo nghĩa nói trong hết thảy pháp tướng định tướng lạng không thể có được. Tam muội nhiếp nhất thiết hữu tránh vô tránh, là được tam muội ấy thời không thấy pháp ấy có tướng như vậy, pháp ấy không có tướng như vậy, không phân biệt các pháp hữu tránh vô tránh, đối với hết thảy pháp thông đạt vô ngại, đối với hết thảy chúng sinh cũng không tranh luận tốt xấu, chỉ theo tâm hành của chúng sinh mà độ thoát. Được tam muội ấy nên đối với các tam muội tùy thuận không nghịch. Tam muội bất lạc nhất thiết chú xứ, là được tam muội ấy thời không ưa ở thế gian, không ưa ở phi thế gian, vì thế gian vô thường nên không ưa. Trong phi thế gian thời không có hết thảy pháp là chỗ đáng sợ, không nên sinh ưa vui. Tam muội như chú định, là được tam muội ấy thời biết tướng như thật của hết thảy pháp, không thấy có pháp gì quá hơn tướng như như ấy, nghĩa như 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 trước đã nói. Tam muội hoại thân suy, là máu thịt xương gân vân vân hòa hợp gọi là thân. Thân ấy nhiều hoạn nạn, thường đấu tranh với đói lạnh nóng, ấy gọi là thân suy. Được tam muội ấy nên dùng lực trí để phá hoại từng phần tướng thân suy cho đến không thấy tướng không thể có được. Tà
tam muội hoại ngữ như hư không, là ngữ gọi là gió phát ra bên trong, chạm vào bảy chỗ nên có tiếng, nương tiếng nên có ngữ. Quán nhân duyên của ngữ ngôn như vậy, nên hay phá ngữ ngôn, không sinh ngã tướng và ghét thương. Có người nói nhị thiền không có giác quán, đó là tam muội hoại ngữ, hiển thánh im lặng. Có người nói đó là tam muội định vô sắc, ở đây không có thân để hết thành sắc. Có người nói đó chỉ là tam muội của các Bồ Tát, hay phá thân bất tịnh, do kiếp nghiệp nhân duyên đời trước tạo ra mà thọ lấy pháp thân, tùy chúng sinh đáng được độ mà hiện các hình tướng. Tam muội ly trước hư không bất nhiễm, là Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật, quán các pháp rốt ráo không, chẳng sinh chẳng diệt, như hư không không vật gì ví dụ được. Độn căn Bồ Tát đắm trước hư không ấy, được tam muội này, nên lìa nhiễm trước các pháp hư không, cũng không nhiễm trước. Tam muội ấy như người bị sa trong bùn, được có người kéo ra, khóa chân bắt làm nô bộc. Có tam muội được lìa khỏi nhiễm trước hư không, nhưng lại nhiễm trước tam muội, thời cũng như vậy. Này tam muội này có thể lìa nhiễm trước hư không, hư không cũng tự lìa nhiễm trước. Hỏi: Phật phần nhiều nói về tam muội, sao ông chỉ nói các pháp? Đáp: Phật nói nhiều về quả báo, luận giả thì hợp cả nhân duyên và quả báo để nói. Ví như người quán thân bất tịnh, được tam muội bất tịnh, thân là nhân duyên, tam muội là quả. Lại như người quán năm uẩn vô thường, khổ không, vân vân, mà được tam muội bảy giác ý, có thể sinh tám thánh đạo, bốn quả sa môn. Lại nữa, phải thích ứng theo chúng sinh chỉ nói một pháp, luận giả nói rộng ra, phân biệt các việc. Chỉ như hết thảy hữu lậu đều là nhân của khổ, song Phật chỉ nói ái là nhân của khổ, hết thảy phiền não diệt gọi là diệt đế, song Phật chỉ dạy ái tận. Bồ Tát ấy đối với các quán hạnh chắc chắn không nghi, nhưng đối với các tam muội thì chưa rõ, nên Phật chỉ nói tam muội. Luận giả nói các pháp, mà hết thảy tam muội đều ở trong đó, quý các tam muội đều nên nói dùng vô sở đắc vì đồng bát nhã vậy. Như vậy, vô lượng vô biên tam muội hòa hợp lại gọi là Maha Diễn, hết cuốn 47 theo bản Hán.